Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã quay lại với công ty phụ kiện và cốp Ba Việt nha. Thì hôm nay mình sẽ không nói về ti rang hay là bất kỳ một sản phẩm nào khác, mà mình sẽ nói tới cái tán chuồng nha các bạn. Đây là con tán chuồng 12 và bên cạnh mình là một số loại tán chuồng khác là như 17, 16 nha. Thì khi mà tán chuồng bên mình đúc xong ở đây cây xưởng đúc á, thì mình sẽ bỏ vào sọt như thế này. Sau đó mình sẽ cho công nhân đếm vào từng bao 50 con để mình giao cho khách hàng. Thì có nhiều khách hàng hỏi á, tại sao tán chuồng bên mình lại làm bằng gang cầu pha thép mà không phải là gang cầu không hay là bằng thép không. Thì video này mình sẽ nói rõ cho anh chị và các bạn biết thì tại sao cái tán chuồng hay là tán côn hay là bất kỳ một loại tán đúc nào mình phải làm bằng gang cầu pha thép. Thì cái bản chất của hai loại gang cầu và thép là nó như thế này. Nếu mà là gang cầu á thì nó sẽ là rất cứng và dồn. Nếu anh chị mà làm các loại tán này bằng bằng gang cầu thì khi mà trong quá trình sử dụng á, đập thì nó sẽ rất là dễ vỡ, và khi mà anh chị siết á thì nó sẽ rất là dễ vỡ. Còn nếu mà anh chị làm bằng 100% nguyên liệu là thép không, thì thép của nó là bản chất nó sẽ rất là dẻo. Khi mà anh chị đập hay là anh chị siết trong khi sử dụng á, thì cái vật liệu là thép nó sẽ biến dạng, nó sẽ mốt méo, nó sẽ thép thì nó sẽ không vỡ nhưng mà nó sẽ mốt méo biến dạng. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái nguyên liệu là gang cầu pha trộn theo tỷ lệ nào đó với thép, thì khi mà sản xuất ra được một cái tán chuồng như thế này, thì trong quá trình anh chị sử dụng á, thì nó sẽ có được cái sự cứng cáp chắc chắn của gang, và nó sẽ có được cái sự dẻo dai của thép. Thì khi anh chị siết lại nó sẽ rất là cứng, cho nên là khi mà mình bán hàng, khi mà mình bán các sản phẩm của tán chuồng này, mình luôn luôn cam kết với khách hàng là bao đập là cho anh chị đập thoải mái. Có nghĩa là anh chị đập để sử dụng nha, đập trong quá trình sử dụng chứ không phải là đập phá. Nếu mà đập phá thì bất kỳ sản phẩm nào cũng hư cả. Tại vì mà khi mà mình đã muốn phá hủy một cái gì đó rồi thì chắc chắn nó sẽ hư thôi. Còn cách nào thì mình chưa biết. Thì đối với sản phẩm của công ty mình á, mình luôn luôn là bao đập. Vì những cái sản phẩm tán chuồng như thế này làm bằng nguyên liệu là gang cầu pha thép, nó có sự cứng cáp của gang cầu và dẻo dai của thép, thì anh chị đập sử dụng cỡ nào cũng không thể nào vỡ được. Đó tính là cái nguyên lý và cái lý do tại sao khi mà mình đúc cái tán chuồng này ra mình phải dùng là gang cầu pha thép nha anh chị. Thì ok, anh chị nào có cái nhu cầu mà mua hàng, mua cái ti rang tán chuồng với mình thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0967849934 nha, hoặc là 0932087886. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.